Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến ngày mai 7 tháng 1 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm khác liên quan đến sai phạm ở khu đất tại số 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 10 bị cáo trong vụ án này. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một tuần. Theo đó, 9 bị cáo khác cùng hầu tòa với ông Vũ Huy Hoàng gồm Phan Chí Dũng, sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Tính, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Nguyên Khôi, sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng 4 bị cáo khác. Liên quan vụ án, hàng loạt người khác như ông Phan Đăng Tuất, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabico, phụ trách Phân ban Quản lý vốn nhà nước, cùng nhiều lãnh đạo Sabico và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng bị nhận định có sai phạm nhưng chủ yếu thực hiện theo mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nên không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền với những người này. Trong vụ án này, do bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Khi nào bắt được, cơ quan công an xem xét xử lý sau.